Xin chào các bạn, tuần 13, tuần 14 này chúng ta sẽ học thêm một động tác nữa, đó là động tác điều hòa và ôn lại bài thể dục phát triển chung. Mục tiêu yêu cầu của bài học: nắm rõ tên, thứ tự của các động tác, thực hiện động tác ở mức tương đối đúng và chính xác, thực hiện đúng số lần, nhịp của động tác. Các em cần lưu ý một vài điều để tập luyện ở nhà là mặc trang phục gọn gàng, chọn vị trí tập luyện rộng rãi, thoáng mát và tập trung lắng nghe bài. Và bây giờ chúng ta khởi động để bắt đầu bài học nha các em. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước khi vào nội dung bài học, thầy cần các bạn chú ý thêm một vài điều. Thầy sẽ thực hiện các động tác bằng phương pháp soi gương để khi mà các em xem video của em sẽ tập luyện dễ hơn. Các em tập từng động tác thuộc rồi, hãy kết hợp các động tác tiếp theo. Và khi thuộc thì các bạn hãy tập động tác dứt khoát lên và đẹp lên. Động tác điều hòa, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, đưa chân trái sang bên, thả lỏng chân, bàn chân không chạm đất, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. 1. Nhịp 2, hạ chân xuống, rộng bằng vai, đồng thời gập thân, thả lỏng, hai tay đang chéo. 2. Nhịp 3, trở về tư thế của nhịp 1. 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại bài thể dục nhé.
Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài học đến đây đã kết thúc. Thầy mong các em xem lại và thực hiện nhiều lần động tác. Và các động tác, thầy mong các em thực hiện đến 5 và đến 6 lần. Chúc các em tập luyện vui và hiệu quả.